Anh em chào các bạn nhá. Chào các bạn. Tiếp tục cái series mà nhậu đến khi nào trời tạnh mưa thì anh em mới về. Ui ui ui, đằng sau lưng cái tồn kìa. Đó. Cái cây này này, cây khô đấy. Cây khô cây keo á. Hấp lắm. Ở ngay dưới đất. Đường chạy ngược đây này. Đông à, tổ đấy đông. Tổ lắm. Tổ mà. Tổ á. Tổ rồi. Canh cày tổ luôn này. Canh phải canh đúng cái chỗ. Nó nằm thấp quá, nó nằm thấp mà nó lại vướng một cái gốc cây, cái cành cây. Đã bảo tập trung đoàn kết rồi, ai bảo chạy. Không được chạy. Ai chạy nghỉ chơi. Vào phải đập, đấy, phải vào đập luôn. Ông nào mà chạy là về là cho uống rượu chuông, không cho gắp, không cho gắp mồi. Chạy phải chạy cá, uống rượu chuông cá. Anh bảo đấy, muốn tổ to thì lại sờ nhiều quân. Tổ nhỏ thì là bàn nhỏ quá, không được gắp. Không cho nó ra được mà. Châm cả đống lửa đấy hết. Một bó bên... Một bó bên kia, hai bó bên này. Lên. Ủa, chú góc kia, anh góc này. Hai bà nha. Được chưa? Căng thẳng quá. Hai bà. Ôi, đừng. Bó này để trên. Tư cầm đi. Thả ra anh. Bó này để trên, để phép ở bên trên. Con đập hết. Lấy lửa đốt. Con đập hết. Đừng cho nó ra được, anh cho nó ra được đó, nó nện đấy. Cầm đi, nhiều lắm. Đây. Một người lái một bó đi. Đó, đập, bắt đầu ra đó. Ta nhiều quá, đốt nhiều lắm em. Cái bó của tôi đốt sâu vào. Cháu ơi. Thả ơi. Bó tôi đốt sâu vào. Em đốt rồi. Okay. Không có ai đập cho. Quý năm rồi. Sao nha. Cẩn thận nhá. Lao vào em một con mà. Lao rồi. Ôi, cái trò này căng thẳng thật. Cơ bản là không ai đập, mọi người chạy ra ngoài hết thế này thì. Ấn vào đập đi. Đây, đằng sau này. Ô bó từ sắp rồi. Đấy, sắp rồi. Đó. Ôi, khó lấy lắm anh nha. Ui à. Đâu có thật lắm. Ui à. Nó phi đuổi ra tít này. Chạy lên. Chết rồi. Ô, chú bây giờ. Chạy thấp rồi. Chạy thấp rồi. Lên đây. Không có ai đập với chó. Lên đây. Đừng, quý. Quý đừng có đập. Đừng có đập, quý. Lửa thôi. Ui, sắp lấy được rồi. Ngon rồi. Ui giời, bát rồi. Nhưng mà còn nhiều mẹ lắm. Ui, đúng rồi. Cho cái lửa xuống bên dưới rồi này. Cho lửa xuống bên dưới để cho nó cháy cái con nào nó ra. Nhưng mà không cháy cho. Xem nó ở trên cái cành kia không? Cái cành trên á. Cành trên á. Xem giật cái cành trên mà. Hắn ở cái này á. Ở cái to luôn à. Ba tầng. Đấy. Bẻ cái đấy đi. Đấy. Từ thế mà. Giặt nha thôi. Tính mình. Có con. Cho con giá đi. Đấy. Thành công thành. Úi giời, có tay. Chưa thò được. Đấy, dí lửa, bỏ lửa. Đấy. Cần phải thổi đâu mà. Đây rồi, mồi đây rồi. Tí nữa thôi. Sắp thành công rồi anh em ơi. Cố lên. Để anh cầm đuốc mà nhìn nhá. Để hiểu ra. Lửa tay. Lùi từ từ nhá, không chạy nhá. Sắp thành công rồi anh em ơi. Cố lên. Rồi. Cứ lùi từ từ nhá, không chạy nhá. Không chạy, chạy là nó đuổi. Chạy là không cho gấp nhá. Quay đi em. Anh hết rồi đấy, anh ngửa lên cho em là được vừa luôn. Rồi, ok. Thành công. Rồi. Đi từ là không nó đuổi nhá. Được không? Như từ không nó đuổi ấy. To nhưng mà các bạn biết thôi. Lúc đấy nhìn chưa to. Lùi dần đi. Thành công rồi. Không ai bị phát nào nhá. Ông là phải. Mày quá, không ai bị phát nào. Ôi, tổ to nhưng mà nó nằm sát đất. Nó không nở được nhỉ? Không nở được. Cái vành tổ thì to nhưng mà nhộng nó không nhiều. Vòng được sang một bên thôi. Hết rồi anh ạ, này, hết quân. Bên. 3 tầng. Đấy. Được mà. Được. Như này được rồi. Như này là ngon rồi. Mẩy lắm. Đây này. Làm trong này. Mồi đấy mới là chắc ăn. Đâu? Quát. Đâu? Đằng đâu? Ôi. Một tổ. Đây là một tổ. Dưới lui đi. Hoa kìa.
nhiều. Được một tổ rồi, tiếp tục tổ thứ hai các bác. Một tổ là chưa đủ, 7 miếng ăn nên là phải 2-3 tổ mới đủ được. Đâu nhà đông con. Đấy không vào luôn à? Trên ạ, nó ở trên thôi, không phải tít dưới đâu. Thấy bay cái đoạn trên ra. Nó đoạn cái cây gai đó. Ui. Không cháy, không cháy, không cháy. Không cháy, không cháy, không cháy. Phải không đốt không? Cơ bản là mình giơ ngược cái bó lên nó tắt. Từ từ mà, đừng vội. Ố, dao mình tự cầm rồi nhỉ? Không cần dao mà. Có dao không? Không có dao à? Đấy, dao đây. Đấy, đấy, đấy. Từ từ, từ, chỗ tay con mấy con. Rồi, rồi. Đấy. Có thể là ông anh. Vướng nhiều dây quá. Cho lựa vào. Thôi cầm cái que đấy, que đấy. Đấy đấy đấy, đúng rồi. Rồi. Ngon này. Cướp. Này nhỏ hơn. Đấy, 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 nhẹ thôi. Thật chậm, thật chậm. Đấy. Lần đầu mà nhạy thét nhỉ. Khó với chúng tôi à, đấy. Làm sao mà khó được đúng không? Vậy thì cũng thành công đúng không? Anh bảo lần đầu anh lấy ban ngày. Đấy. Có cái con mẹ ở trong ấy anh ạ. Ở bên trong. Con mẹ trong không sợ. Đấy đấy. Vậy cũng là tạm ổn. Nó cắn cái này vào đấy, mình chọc. Ừ. Này là con này đang bé, còn nó là nó loại nhện to các bạn. Cái này là thanh niên thôi. Nó phải bằng này nè. Bằng hai ngón. Chân nó nhìn ghê ghê lắm. Này nó cắm ở tầm 55 ly thì có mà. Đây này. Cắn à? Cắn mà. Không cắn, không cắn. Ghê nó không cắn cho tay nó. Nên thui đi chân. Cho vào hang đi. Con này nó đào ghê. Đào hang mà. Thế một bó thôi. Tổ thứ ba các bác ạ. Hai tổ đầu thì rất may mắn là chưa có thanh niên nào bị đốt. Đây, tổ thứ ba, tổ này cũng to đấy, tổ này cũng không bé. Loại này thì nó ở dưới thấp, thấp kỳ thì nó tương đối là vướng cây khó lấy. Còn những cái tổ mà tổ ong bầu treo ở trên á thì nó cao, nó dễ lấy hơn. Dọn đường để chạy. Cô bước to những cái vào. Vào bảo vệ đi. Vào đi. Vào bảo vệ đi. Đúng rồi. Đấy, đúng vậy. Ú trời cũng ra nhiều đấy. Lao đấy, lao đấy. Bảo kê tự kê. Đưa đất que. Cứ từ cho cháy đi lúc rồi mà móc tự ạ. Cứ móc dần đi. Cái cháy từ từ đấy móc con vỡ tôi bay ra đấy. Lên sát đi anh, đem lửa lên cho hai anh kia. Đem lửa lên đi. Đó, đúng rồi. Đẹp luôn. Khêu khêu. Đấy, khêu ra, khêu ra. Ôi, ngon. Cẩn thận nó vỡ tổ. Tổ này to mà. Cầm, anh cầm này, anh vào bên cho. Đấy. Rồi. Ra rồi, ra. Cho vỡ hẳn cái tổ đi tự ấy. Đấy, đấy, tổ này nhanh gọn. Nó không biết gì xảy ra đâu. Ui được, bay mà. Ui, nó còn người, con đi. Ok, ok. Bay kìa. Đừng. Đừng, con trong này ra không sao đâu. Con non rồi. Phải non đâu. Nhưng mà kề ấn hắn say khói rồi. 1, 2, 3. Ba tầng nhá. Kề ấn từ đi mà. Đó, ba tổ hoàn lành. Ok. Có mồi. Anh em cứ lang thang đi kiếm được càng nhiều thì gắp được càng nhiều thôi. Nhiều ăn cho nó sướng. Nhiều cho nó sướng mồi. Mồi đó thay rượu. Ít mồi thì thay rượu.
Lên luôn. Đó, điều đó đó. Đây là đâu nằm cái con tay chỉ đâu đó. Ngồi xuống bắn cho nó chuyện cho nó. Anh thật đó, vừa kiếm được mồi cái vừa ước bảo là có mồi cái mưa thì mưa luôn. Đó. Thấy trong được chỗ này đúng không? Được. Giờ cho thầy nhận thực luôn. Mưa thật ạ. Ôi, mưa thật, thật mà. Mưa thật. Nhưng mà anh ước bảo là lúc nào nhậu cơ mà bây giờ đã được nhậu đâu, nó mưa hơi sớm. Anh ước hơi thì hơi bị lệch rồi. Ví dụ mình làm xong chua đi đến lúc nhậu rồi, thì nó mưa là đẹp. Mưa là đẹp. Thôi chả sao, che được rồi thì ngon rồi. Giữ giữ đây để kéo kéo cái lạt buộc kéo 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 che được rồi thì bây giờ ngồi làm mong rồi nấu thôi. Ú trời. Lấy người ra thao người luôn. Đâu đâu mà. Bát hả? Có để riêng bát phải là rút hộp. Đó, ưu tiên ba lô đồ đạc vào giữa con người ướt tí được. Người ra rìu. Cái chỗ anh Tư kìa nó ướt thật. Hả? Anh Tư với Tư ở quay lưng bên ngoài ướt thật. Ướt tí. Với sơn cái nắng chỗ nào, sơn mưa cái nắng cho nó bền. Không nghe gì hết, tầm này nói là hơi khó nghe, nó đưa rào rào vào. View hôm nay là không được triệu đô đâu. Này nghìn đô. À, view view thì triệu đô nhưng mà cái mưa cái chỗ ngồi nó không được triệu đô mấy. Ôi khổ chứ. Người bảo là yêu mưa thích mưa thì mưa yêu sao được nhỉ? Ngồi trên ô tô thì thấy yêu mưa. Đúng rồi, ngồi xe máy thì không thấy yêu mấy. Ngồi lên ô tô em yêu mưa lắm, mưa đẹp quá. Ngồi xe máy thì thấy nó tạt vào mặt nó mệt lắm. Nó tạt mặt nó cay thế nhỉ? Nó già đấy nhỉ. Dao dao được từ từ đấy ra. Già đấy hết nhỉ. Mấy hết. Mấy hết chứ. Mất bao nhiêu công đấy. Mấy có cái mà nhai chứ. Không có nhiều lắm. Hết đây. Rồi, ra ngoài mấy con rồi. Ui, ra ngoài nhiều lắm. Ra thì nhạt. Nhạt đâu? Ra thì nhạt, đúng không? Chẳng có gì cả. Để mưa mà ăn vẫn nhóm được lửa lên, giỏi đấy. Nghệ thuật cá đây ạ. Không biết là sơn tinh đâu có thắng được thủy tinh không đây. Nghe có vẻ là khó. Ướt hết rồi còn. Thủy lửa. Sợ cái tường hơi thấp rồi. Ủa hơi thấp rồi. Thấp rồi nó à, được mà. Không cháy. Không cháy được đấy. Không cháy được. Đấy trời sống rồi tạch. Đó anh Tư từ cái hôm sang rồi gặp được ông rồi ấy đan mẹ đẹp gớm. Gặp ông anh Tồn đan mấy cái mâm. Nó tính nghề.
chặt chặt là bung ra. Đó, nhìn như chuột. Nên là bảo là đi nhậu cũng có sướng đâu mà. Nhậu cũng khổ. Như vợ con cái nhìn thấy cành này bảo gì có rủ nhau đi nhậu là giỏi. Đó, giỏi thì đi mà nhậu. Không phải là sướng đâu, có ai muốn đâu. Cũng vất vả lắm chứ anh nhỉ. Vất vả lắm chứ. Thôi chưa? Aro ok. Nhẹ đây nhá. Cái này là anh em luộc trước để cho nó chắc con ong lại. Nhưng nó cũng sạch sạch bớt đi. Nát nấu thì nó đỡ, đảo nó đỡ nát. Năng lấy cái môi kia kìa. Ui, nói ít cũng ít đâu. Không ít đâu, không ít đâu, không ít đâu. Cái nồi này hết chưa? Tráng, tráng, tráng. Ui, vừa luôn. Chưa lọt mà. Chưa lọt là chưa vừa. Đấy, phải đánh dấu. Vòng... Thế này, phải đánh. Đấy, chưa được ăn đâu, còn lâu mới được ăn nhá. Mang lên này sơ chế đã. Ôi trời. Đứng dưới chặt ngược. Đứng nóng, nhảy cước lên. Chặt đường nóng mà đứng ở dưới dốc, chặt từ trên đỉnh dốc xuống. Cái lúc nhảy. Nó biết leo lên bậc rồi. Biết leo lên bậc đứng rồi, hồi nãy đâu mà đứng ở bên dưới này này. Rồi, chặt được trên xuống. Hào luôn phát xuống nhá. Hào luôn. Rồi, ok. Mấy cái vỏ của tổ ong nó dằm ba cái ấy linh tinh một cây mà. Có một cái gì nó đang quắt vẻo ở đây thì cái này chắc là lát vừa ăn vừa nặn thôi. Em cũng nhiều đấy chứ. Cái này cũng là lát vừa ăn vừa nặn. Nhiều lắm cái này. Thật là mình thấy nhạt được luôn được. Mà hay là ngồi mà nặn hết đi. Không cái nào nó ra cứ đây. Tùng mà nặn tí thì cho sạch đi mà. Giờ là tổng hợp các gia vị vào trong này. Cái kiểu nó thế. Chín ăn được thôi thôi. Mà hấp chín rồi cần hấp chín gia vị đi chứ ong chín rồi. Gia vị nữa thôi. Nó cho mình rửa họ muối vào không thì nó tốn. Không lá là mà không ngon, không là không đậm, không có vị luôn. Còn cái món măng ớt này nữa mà. Thơm lắm. Thì phần cũng có măng và ớt và một số gia vị phụ họa. Nước vào. Rồi. Câu được cá nhỉ? Nước đục này là câu được anh nhỉ? Câu chạch đấy. Chạch đấy. Thả đấy mà, mỗi người 2 cần, 3 cần và nhiều lần nữa nếu mà nó... Đập lá. Ngấm đều gia vị cái này. Tươi, bên đấy là ok chưa? Hấp, hấp. Kiểu nó như thế, cho nước vào tựa. Xong rồi rót lá chuối lên. Đấy. Anh đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Hết. Không sót con nào. Cám quýt mít của dừa. Đặc trưng. Tức là nấu 2 lần. Ôi chà, khói quá. Về thôi, chín rồi. Tạnh rồi, đúng đến giờ nhậu thì tạnh đẹp luôn. Cái lúc nấu hơi vất vả tí thôi. Thế mà lúc đầu là bảo nhìn mây. Mây ở trên cái đỉnh núi kìa, nhìn sướng kìa. Quay mặt đồ đi. Cẩn thận nha, ôi. Tụt. Để nghiêng cái nồi, nghiêng cái nồi đi. Hết rồi, hết rồi. Ngon ngay. Vừa trong có chuột quá đấy quý nha. Có măng ớt, có... Ăn cho một quả. Ừ. Nghiêng vào thôi nhỉ? Nghiêng thôi. Nghiêng một chân. Người ta bảo lại... Là 2 chân luôn. Khóc dưới mưa, đây. Ngồi ăn dưới mưa. Ồ, đúng ta. Đây, trước là ăn dưới mưa. Bữa vẩn mà đang ăn là phải chạy nhá. Phải vào lều nhá. Chạy cũng được anh ạ. Ăn hết phải chạy. Nói chung là cứ được miếng nào hay bên đấy. Chúng mình cho xin nấu lên nắng nóng mà không ăn thì lại cũng không được. Đấy bình cho nhà anh Tồn tiếp khách từ qua nữa. Vẫn còn. Bên anh Tồn có cái chuối rất là hay nhá, chuối bé, không to chuối bên mình. Chuối mini, chuối đơn. Chuối thì anh Tồn anh uống hôm nào anh ngâm hôm đấy. Hôm nay uống thì hôm qua ngâm. Ngâm có ngày rồi. Ngâm một lúc ấy.
Như cái hôm mình muốn là ngâm có lúc thôi. Nhớ cao lên, đưa cao lên. Mình chất lượng mình ngâm như thế, lâu quá thì sợ hết nhé. Nhưng anh toàn làm muối chua chín luôn. Chín. Chín thì ngon. Còn, rồi, cho mấy ông thôi đi luôn đi, các ông bán nữa. Mùi đũa. Mời, cháu Linh, cháu giá. Ngài em tuổi nông nữa, không tuổi nông, quái kì quái ru nữa. Đấy hợp. Mấy hợp mát nữa, khoe nữa. Lâu à... Để nó cho con lán. Để xin các cụ tạnh mưa tí. Mùi cho nó được lâu lâu tí. Tạnh mưa để ăn luôn. Này, bà bát luôn à? Đúng. Chiến đấy, chiến đấy, chiến đấy. Thôi thôi thôi, nhanh. Đỡ tâm dơ rồi còn... Anh em mời tất cả các bác. Cơm anh em nhá. Em mời các bác. Tới đi. Tới bên này à? Anh em mời các bác nhá. Mời các bác nhá. Nghe rượu nó bắn lên mặt. Chết rồi, tí nữa em không có cụm được, không được cụm với ai. Đây. À, con ăn à? À, bắt đầu. Đây. Em mời các bác. Thế em mời các bác nhá. Mình được hai hớp các bác nhá. Thử đi anh em. Xem mình ăn nào. Các bác ăn nhiều không về anh em nhá. Rượu vừa ngâm vừa uống ngon đấy nhỉ. Cái này này các bác này. Cái lá này. Đậm đà luôn này các bác này. Bá thôi. Không ăn được. Ăn được đấy nhá. Đây, bát đây. Ui, ngồi đâu này. Ngồi đây đàng hoàng. Đây, mời các bác. Đấy. Đấy. Độ cay luôn. Ăn thế này mới được nhiều nhỉ. Độ cay này ngon này. Vừa đúng không tự nhỉ? Vừa đấy chú ạ. Ăn này vừa đậm luôn, vừa đậm dài. Mời các bác ăn với anh em nhé. Tương thầy nhỉ. Đấy. Đại tạnh rồi. Ừ, được, đẹp ạ. Ừ, đẹp bảo ừ, mời ăn. Các cụ ở đây ủng hộ thì phải tạnh. Được, không phải gấp. Hôm nay anh có xin không? Hôm nay xin chưa? Xin rồi. Nãy xin rồi. Xin thì phải tạnh. Xin thì phải nói thầm thôi. Nói thầm thôi. Không nói công khai. Này phải thêm một tí cái tương ớt với lại muối nữa vào. Ôi trời mưa rồi anh ạ, ta lại uống ấu đi. Uống đi không có lại mưa mất. Không nhạt rượu ấy, không nhạt rượu. Tại vì cái mưa nó xuống cho cái miếng mồi vào. Nó nhạt đi ấy. Đúng rồi. Chỉ là sợ nước mưa nó pha rượu ấy. Vừa uống vừa pha rượu. Mà thấy tiếc à? Đấy, bát. Bát ngon. Uống rượu cùng khà mất nhà như chơi. Uống rượu mà khà cũng mất nhà như chơi. Uống nhiều quá, khà nhiều quá nó bảo chắc mất. Khà vừa thôi. Này có nhiều này không bỏ vào mồ nữa nhưng mà bỏ vào đây được nhiều này đấy. Ồ, khôn lắm, chả vào sao. Có bát hết rồi còn. Có bát rồi làm cho hả? Có bát rồi. Ui trời. Cái có bát hết rồi em. Ai có bát hết rồi. Nháo nhào. Lát nữa ta chơi bát inox. Bát này thôi, bát inox là hiệu bát đấy. Lá nó không ăn được nhưng mà quả nó ăn được anh ạ. Này là dùng đúng để làm cái bát thôi. Ăn cái nhân bên trong thôi. Lá cây xoài. Xoài sóc ăn đấy. Bát này còn nhiều thế nhỉ? Đúng đây anh Tôn. Ú trời. Anh Tôn tấn các cụ kiểu gì. Ô chạy ra kia đi. Các chú tấn nhưng mà này là rượu là nước á. Các cụ bảo là qua cơn này, yên tâm qua cơn này nó sẽ tạnh. Nói chung là bây giờ đang chưa rượu nó chưa ngấm rồi thì đang vội thôi. Nó ngấm lát nữa là ngồi anh em bình tĩnh ra hết. Không thấy mưa mấy nữa, cứ bình tĩnh. Thôi vào trong kia đi. Mưa to thật. Ôi trời ơi, đi. Mưa thật. Cầm rượu cầm đấy nhá. Đấy, vào chỗ này mới là tạnh mưa này. Tạnh luôn. Giờ thì mưa đi. Thấy cái này ngon anh ạ. Cái này thì ngon hơn. Bắt thêm một quả mấy cái nữa. Hết rồi. Cho mà giống như đi tuyết. Đó, thì y chang. Mô tả rất chính xác. Nghe prrrr. Thôi nhá. Thế thôi, đừng nói thêm nhá. Mày vui quá nhỉ. Vui không, đừng vui quá. Vui quá là mất vui. Từ từ, đang còn cái này nữa, tía ít thôi. Rồi, tía ít nữa vào. Ngấm gia vị và... Rồi, cho cả luôn. Cả nó chảy, nó chảy đấy. Chảy ra ngoài. Chò bát. Đã nhìn nhau rồi. Nhanh nhỉ, đúng là mùi ngon nhanh thật. Rượu chưa kịp ngấm là hết mất mùi rồi. Hết luôn rồi. Mới trời mưa anh ạ, nên là có phải ăn nhanh nhau không? Kinh nó chanh.
canh đúng là này, canh thu cây mưa đó. Nào em mời anh cầm văn tồn nữa nào. Cùng tồn cùng hai vòng nữa. Cầm văn tồn mà. Cầm hơi lâu nữa. Hôm nay là ngày thứ hai anh em sang bên nhà anh Tồn các bác. Nói chung là cái câu chuyện là còn mưa thì còn lang thang đi kiếm cái này cái kia. Nắng thì anh em mới về đi làm. Anh Tồn tối về là về luôn. Bây giờ thì các bác thấy là trời nó cứ như thế này, lên rừng cũng không biết làm gì. Ngày sang đây rồi. Cứ nghe anh Tồn cứ ngồi nằm im ở trong giường ấy. Là anh em gấp rút về nhá. Về. Thở dài chứ năm lại thở dài. Thở dài là anh em về. Mình nhìn thấy cái bao gạo ở trong buồng thôi. Đã hết rồi, gần hết rồi. Không, chưa, đang còn chưa. Mưa đang kéo dài. Thôi chú ạ, thế này. Phải thế này. Còn gạo là còn ở. 9 giờ là thấy anh vào bếp rồi sửa rồi là anh em còn ở lại. Cái tầm mà 11 giờ 10 giờ chưa thấy dậy là anh em. Ra lại ngồi ở chỗ cửa sổ là hôm nay lại mưa tiếp. Đấy là anh em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái chuyến đi này, cái series này, gọi tạm gọi là cái series này, thì anh em cũng chưa biết là nó sẽ kết thúc vào hôm nào, nói chung là phụ thuộc vào thời tiết thôi. Anh em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của anh em các bác nhá. Một lần nữa thì chúng em mong là các bác sẽ đăng ký kênh và ủng hộ chúng em. Cảm ơn tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác ở video sau. Tạm biệt tất cả các bác nhá. Tạm biệt các bác.